và Honor cũng không tự tin trong việc là dùng một vị tướng khác của Maokai. Và đó là một con sinh support xuất hiện trong đấy bên phía của Katie Roster, một biểu tượng của Lehen. Và ngày hôm nay thì nó sẽ xuất hiện tại khu đường dưới trong tay của Lehen với kèo đấu với Lulu và Jerry của Gumayusi và Keria. Một lựa chọn mà khẳng định với bạn chỉ duy nhất một mình Lehen dám đánh và đánh thành công ở tại cấp độ cao nhất của Liên minh huyền thoại, đó là con sinh hỗ trợ. Thời gian trước thì anh ta rất thích cái kèo sinh mà đánh vào những hỗ trợ bóp ở đường dưới, ví dụ như là Yumi, Lulu như thế này, thì anh ta có thể tạo được cái áp lực cực kỳ lớn ngay từ giai đoạn đi đường. Và anh ta cũng chia sẻ ở trong những thời điểm mà anh ta đánh sinh hỗ trợ là bạn không nên thử ở xếp hạng đơn. Đúng rồi, chỉ có tôi là người dùng được con bài này mà thôi. Gumayusi sẽ cực kỳ khó chơi ở trong ván thi đấu này, hay kể cả là những thức tướng như là Azir cũng tương tự là như vậy. Và yêu cầu là cánh trước của bên phía T1 sẽ cần phải làm tốt với những hiệu khống chế như kiểu là của Maokai, của Aatrox hay là Lulu của Keria, cũng sẽ phải có những pha hóa cóc một cách hợp lý trong các pha giao tranh. Bất ngờ đã đến ngay từ giai đoạn cấm chọn của ván thi đấu đầu tiên, khi mà một loạt những hỗ trợ mở, những hỗ trợ mạnh nhất trong meta đã bị cả hai đội loại đi, và Xin của Lehen đã có dịp xuất hiện ở trong trận chung kết nhánh thua của LCK mùa hè năm 2023. Cuộc đối đầu BO5 giữa T1 và Katie Roster chuẩn bị được bắt đầu ngay bây giờ. Ván đấu khởi đầu cấm chọn cũng rất thú vị đến từ cả hai bên khi họ cấm rất nhiều hỗ trợ khác nhau, và chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu đầu tiên trong cặp trận này. Pha di chuyển sớm đến từ bên phía của KT ở khu vực đường dưới, đó là Lehen đã nhanh chóng đặt một con mắt vật tổ vào bụi cỏ và quay trở lại nhà của mình để chuyển thành máy quét, để có thể áp lực ở khu vực đường dưới chiếm bụi để tấn công vào bộ đôi đường dưới của T1 trong khoảng thời gian ban đầu này. Và để xem khu dưới sẽ như thế nào, Keria tấn công chung với Gumayusi và Amin cũng đã mất máu tương đối nhiều rồi. Về chỉ số farm tại các khu vực đường thì đang không có chênh lệch quá nhiều đến cả hai bên. Như vậy là những nỗ lực để tạo áp lực ở khu vực đường dưới đang chưa đem lại hiệu quả lắm. Bỏ đường giữa, pha tốc biến giữ chân thành công của anh, nó đẩy về, tốc biến vẫn chạy được, chồi non được thả ra nhưng tốc độ di chuyển sẽ không đủ. Faker quyết định tốc biến luôn, đẩy lính cát vào, vậy một đòn đánh thương cuối cùng và chiến công đầu đã có cho Faker. Một vòng dừng khá dị tới từ Honor khi anh ta quyết định bỏ qua bãi người đá để chạy thẳng lên khu vực cánh trên, kiểm soát cua trên cùng với tạo ra một góc canh mà rõ ràng là BDD đã không biết được vị trí đứng đến từ Honor. Và rõ ràng là bên phía KT sẽ phải buông bỏ. Họ đã buông bỏ sứ giả, chạy thẳng xuống khu sông dưới. Cái bộ né chiêu chạy bằng cơm này nãy giờ với những gì chúng ta đang thấy trên camera là nãy giờ cũng đang được vận hành khá là tốt ở Faker. Cái những pha cấu máu của BD trong khoảng thời gian vừa qua có vẻ như không có tác dụng. Bản năng sát thủ được kích hoạt, điện năng điện cũng tương tự như vậy. Nhưng Lehen là người quay trở lại trước. Anh ta đã làm chậm được của BLC, không còn góc lùi cho sát thủ của T1 và anh ta nằm xuống với mạng hạ gục cho Amin. Tiếp tục là một pha đẩy cao và lần này thì Gumayusi không có bất kỳ ai hỗ trợ cho anh ta cả. Đồng đội đang sứ giả tại cánh trên và Guma đẩy cao khu đường dưới. Và ngay lập tức anh ta đã phải trả giá với một mạng hạ gục dành cho xạ thủ của KT. KT tôi nghĩ rằng nên đẩy nhanh tốc độ triển khai khu vực sứ giả. Chứ nếu để một hồi nữa thì Faker chắc chắn sẽ lấy được cái trụ một đường giữa. Mình sẽ đổi ở đường dưới. Và đó sẽ là trụ một toàn bản đồ. Kim đã dịch chuyển rồi. Họ muốn áp lực để cạnh tranh con sứ giả thứ hai của bản đấu. Và T1 cũng xác định đánh rồi, Faker dịch chuyển. Lúc này sứ giả vẫn còn khá nhiều máu, Honor đã bắt đầu thả chiều cuối quyền được, tuy nhiên tiến thẳng vào chúng ta đang bị đẩy ra bởi Kim, vẫn tiếp cận được khu vực sứ giả. Polar băng được tung vào, sứ giả vẫn còn đó. Kurt là người có được sứ giả, phía bên này Faker đang lui ra với lượng máu còn lại khá thấp. Lehen đã nhặt tinh thể sứ giả và đang chạy về, Kim là người bị làm chậm nhưng vẫn cố gắng rút lui chung với lại Kurt. Lượng sát thương tay bị là khá nhiều, phía bên này Honor đã ôm được một người lại và đẩy được về, đó là BDD và mạng hạ gục duy nhất dành cho T1. Tuy nhiên họ có được công trình ở khu vực đường dưới và cả khu vực đường giữa khi Faker là người lao vào nhưng ta không kịp đẩy ai ra cả, bị trụ bắn, tí nữa thì gục ngã. May là BDD đang trên bản đếm số, chứ nếu như với ngưỡng máu này mà Faker dính một nghi thức ma pháp tầm xa thôi thì anh ta có thể sẽ phải trả mạng. Vẫn đang là một nỗ lực cấu rỉa tới từ BDD với mặt nạ thống khổ, và vừa rồi anh ta lấy đi một tí máu từ Faker rồi. Đang tiếp tục là một pha dàn đội hình của hai bên để chuẩn bị giao tranh tại mục tiêu lớn này. Và T1 đang lời hơn rất nhiều tốc biến nha. T1 có lời hơn tới 3 cái tốc biến trong pha này. Vì tại con sứ giả thứ hai thì KT đã phải bung ra toàn bộ 5 cái tốc biến của mình để có thể giao tranh và có được con sứ giả đó. Tôi nghĩ rằng nếu an toàn, KT có thể bỏ con rồng nguyên tố, một con rồng nguyên tố không quá đắt đỏ để triệu hồi sứ giả và tấn công được giữa đối phương, như họ đang có định giao tranh thì phải. Rớt bắt đầu có định vòng sau. Anh ta đang có một góc đứng khá đẹp, quyền lực thiên nhiên được đẩy, rớt bắt đầu tiếp cận pha giao tranh. Thì oanh tràn lên, Faker lao vào nhưng lại bị làm choáng, Bola băng quang vào ta tốc biến né đi được. Nhưng đã có những cú bổ thành công, Kết bị giữ chân, Kết bị xích lại và Kết nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Zed. Thì oanh tiếp tục tiến lên tìm kiếm một kim. Nhưng đường trên của KT đã có thể lui về được. Sứ giả vẫn chưa đem lại cho KT cái trụ một đường giữa. Lợi thế về mặt phép bổ trợ giúp cho bên phía T1 có được áp lực giao tranh lớn hơn trong pha giao tranh vừa rồi. Và Faker lại một lần nữa muốn tận dụng những phép bổ trợ tốc biến nhỉnh hơn của T1 để make play.
Nhưng KT luôn trung. Luôn để mắt vào những pha Suruma shuffle của anh ta. Và BD đã có một pha làm choáng cản thành công Faker nhưng tiếp tục có đánh nhau. Lê Hèn là người bị giữ chân lại, xin xích địa ngục lại tiếp tục đem lại cho Z điểm A gục thứ hai. Anh ta tự làm tự ăn trong cả hai mạng đó với những tình huống đẩy W trúng. Mạng liên tục dành cho bên phía của T1. Nếu muốn làm một cái gì đó, họ cần phải có hai người. Ví dụ như tình huống này, Armin đang di chuyển xuống dưới, Kim tìm cách bế Z về, đẩy sát vào tường rồi đẩy bế về phía của Armin, bắn hai người cùng tấn công. Ngay lập tức có dịch chuyển, nhưng Z đã không thể tồn tại kịp với pha tấn công này của KT. Sau đó họ tấn công tiếp vào Faker, người gặp nguy hiểm bắt buộc phải chạy về. Q3 của Kim không trúng. Đó là một tình huống kêu gọi một con Kai'Sa với bản năng sát thủ tầm xa để có thể bắt lẻ một đường đưa đối phương rất tốt từ bên phía KT Roster. Điều mà những đội tuyển lớn đang vận hành con Kai'Sa này. Và đây chính là xạ thủ có được tiền để làm điều đó tốt nhất với chiều cuối tầm xa. Họ Faker chưa dừng lại, họ muốn tấn công Faker. Faker không tốc biến, anh ta bị tấn công, anh ta không thể nào lao được qua tường và dùng Suma Shuffle. Nhưng cũng không thể thoát được với phát bắn cuối cùng đến từ Armin. Hai mạng liên tục dành cho KT Roster để có thể kéo ngắn chênh lệch về tiền tại thời điểm này. Và họ đã đầu tư những phép bổ trợ của mình, đó là tốc biến của Kin, đó là tốc biến của Armin. Và chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện là cái linh hồn rồng không phải là điều kiện thắng ở trong ván này. Thì KT đang chạy thẳng về phía hang Baron. Họ đang dồn sát thương vào, họ kêu luôn Kin dịch chuyển. Nhiệm vụ của Kin rõ ràng là sẽ tìm cách ngăn chặn Honor. Tốc độ di chuyển ra khu vực Baron của phía T1 hơi chậm một tí thì phải. Honor đang đi thẳng tới đó. Baron còn 2000 máu, Baron đã có cho đó KT. KT đang rút lui với toàn bộ 5 thành viên của mình. Thả chiêu cuối ra giữ chân lại, bắt được pha lao vào rất mạnh mẽ đến từ bên phía của T1. Và họ đã bắt được Honor. Faker lao thẳng vào Suel Shuffle đẩy về. Hai mạng hạ gục dành cho T1. Họ tìm kiếm được thêm cả Kin nữa. Bù lại Baron phải trả giá bằng 3 mạng của KT Roster. Nó có lẽ sẽ là một con Baron âm tiền. Tạm thời thời điểm này thì chưa có chênh lệch về tiền sau Baron. Tuy nhiên thì T1 đang có lợi thế về người để họ gỡ công trình của đối phương. Và như vậy là Baron xong thì họ cũng không bị thua tiền. Một con Baron có thể gọi là ngang tiền dành cho cả hai bên. Tuy nhiên thì bên phía của KT ở trạng thái thua mà họ lại đổi một tình huống đổi hòa. Tôi nghĩ rằng đó là tình huống xử lý Baron vẫn là rất tốt. Và để xem tình huống hậu Baron thì nó như thế nào mà thôi. Lúc này T1 đang thiếu cái tốc biến trên người của Faker cùng với Honor. Mở rồi. Kia thì mở luôn rồi. Kin là người đang bị đánh đập, anh ta bắt buộc phải dùng mọi thứ để lui về. Faker lại lao vào chung với đồng đội của mình và ta là người có sát thương cuối cùng để dứt điểm đi. Thôi xong rồi. Không có khả năng chống cự, T1 có thể đẩy thẳng vào luôn. Tôi không nghĩ là KT còn đủ khả năng. Tại vì cái họ không có công cụ để đánh những pha giao tranh thẳng mặt như thế này. Sinh cũng là một hỗ trợ mà thực ra là cái hiệu ứng tấn công thì tốt nhưng mà hỗ trợ cover thì có vẻ là không có tác tốt lắm. Khả năng mở của T1 thì ván thi đấu này đã bị hạn chế khi mà Carrier đánh một hỗ trợ búp. Nhưng anh ta vẫn có khả năng hỗ trợ cho những vị tướng có khả năng mở như là Honor, như là Zerg rất là tốt. Đó cũng là điều mà tôi đang tính nói, họ dành rất là nhiều thời gian dành cho BDD khu đường giữa nhưng không thành công trong việc phế Faker hay là giúp BDD xanh sao hơn, mà hiện tại Faker vẫn đang là người farm vượt trội so với BDD. Còn mặc dù đi đường thì có những sự vất vát đến từ Kumayushi, nhưng hãy nhìn tại thời điểm này khi mà trụ một đường giữa của họ tồn tại lâu hơn trụ một đường giữa đối phương thì cái chỉ số farm của anh ta theo thời gian nó vẫn là quá khủng khiếp đi. Lượng trang bị mà anh ta mang ra không hề thua kém so với Armin phía bên kia. Armin lúc này thì anh ta đã có thể tiến hóa được hai kỹ năng rất là quan trọng là QE rồi, nhưng kể cả là như vậy thì việc gây sát thương vượt trội so với Jerry của Kumayushi nó cũng sẽ cần phải có rất là nhiều tiền đề. Ván thi đấu này thì Kin lại cảm giác là hơi nhùng tay một chút, mặc dù còn rất là nhiều đấu sĩ mạnh thì đối phương không hề cấm Kin khu đường trên. Nhưng anh ta vẫn quyết định lựa chọn một cơ sân T, một kèo dưới so với Aatrox. Và rõ ràng những đóng góp của Kim tại thời điểm này thì nó chưa thể nào so sánh bằng so với Aatrox phía bên kia. Và tại thời điểm này, con Baron thứ hai của ván đấu đã xuất hiện. T1 đã có được 3 dòng hóa kỹ liên tục. Họ sẽ không chờ đến con dòng nguyên tố thứ tư hóa kỹ để có thể áp lực đối phương, mà họ có thể áp lực ngay tại con Baron thứ hai này để hướng tới những pha mở ngược trở ra. Vừa rồi thì Armin đã về nhà và hoàn thành xong trang bị rất quan trọng của anh ta, đó là giáp thiên thần. Nếu như phải nói rằng KT cần cái gì thì KT cần một pha xuất thần của Armin trong một pha giao tranh. Bắn hết tất cả mọi thứ anh ta có thể bắn để có thể đem lại một cái giao tranh thắng lợi dành cho KT. Nhưng T1 quyết định mở thẳng vào Lê Hèn. Và Lê Hèn không tồn tại được quá lâu, phân chia thì hạ trúng hai người bản năng sát thủ để chạy. Tốc biến cũng để chạy mà thôi, Armin không được chơi game. Guma thì có quá nhiều khoảng trống, BDD đang chạy. Anh ta đã bị giật điện làm chậm lại và đã nằm xuống luôn. Armin cũng không sống sót được. Và giao tranh này sẽ là cuối cùng. Và Guma Yoshi lướt thẳng qua tường nhưng anh ta lui ra trước khi bị trụ bắn. Sau đó Honor tiếp cận vào tuyến sau của VKT. Chỉ còn lại hai con tướng chống chịu, không có sát thương. T1 hoàn toàn có thể dứt điểm trận đấu bằng cách đẩy thẳng đường trên. Họ đang có định làm điều đó thì phải, đang có người bấm B về đó chính là Faker cùng với Zerg. Hai người đều có dịch chuyển để kết thúc ván đấu. Thời gian đếm số của Armin cùng với BDD là quá nhiều. Và đội hình của KT bắt đầu tỏ rõ cái sự đuối của mình so với T1 tại thời điểm này. Vừa là khả năng mở yếu hơn, vừa là giao tranh ít sát thương hơn, ít đột biến hơn. Và T1 kết thúc ván đấu.
họ đang tiến vào và không có bất kỳ một cái khả năng chống cự nào từ KT cả. KT đang cố gắng câu giờ cho trụ bắn, nhưng những cú chặt của Quỷ Kim Darkin thực sự quá chất lượng. Zed đang liên tục gây sát thương đội hình của KT, và bảo vệ nhà chính đầu tiên của KT đã bị phá hủy, sau đó là trụ về nhà chính thứ hai. Nghi thức pha bắp từ trong nhà ra cũng chưa thể ngăn chặn được T1. 1-0 là tỷ số sau ván đấu đầu tiên. Chắc chắn là KT sẽ cần có những sự điều chỉnh trong lối cấm chọn của mình trong ván thiếu thứ hai, khi ván đấu đầu tiên là một lối cấm chọn khiến cho họ gặp quá nhiều những vấn đề. Mặc dù Lehen đã có những sự nỗ lực của mình với con sinh, tạo được rất nhiều áp lực trong khoảng thời gian ban đầu và trực tiếp khiến cho Faker khu đường giữa bị kìm hãm, nhưng sự hiệu quả tới từ việc dồn tài nguyên ra khu đường giữa cho BD đã không được các thành viên phía của KT triển khai trong ván thi đấu vừa rồi, khi mà BD hoàn toàn không có nhiều tác dụng.